Đường Tím Bằng Lăng là tên gọi của không gian mới trong căn nhà màu tím được đầu tư và đưa vào hoạt động cách đây không lâu. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan nơi này và cũng là người yêu màu tím, thế nên chị Nguyễn Thị Thanh Tiến rất hài lòng với những tiểu cảnh tràn ngập sắc tím được bố trí tại đây. Từ thành phố Hồ Chí Minh tới thì trong bụng cũng nôn nao lắm. Để đến được căn nhà màu tím để mà chụp ảnh tinh đồ cũng rất là đẹp. Vô đây rất là mãn nguyện luôn á, mát mẻ, khung cảnh cũng rất là hay, tha hồ mà Sophie chụp ảnh luôn. Theo chủ nhân căn nhà màu tím, diện tích không gian mới này là 1.000 m², bố trí toàn bộ hoa màu tím như bằng lăng tím, hoa cúc bách nhật tím, hoa hồng ri, hoa sim, hoa giấy, hoa mai xanh, chiều tím. Đặc biệt bố trí 2 album súng lớn với đa dạng giống nhưng cũng đều là màu tím. Cùng với đó, từ bụi tre, bến nước có sẵn cũng bố trí thêm một số vật dụng phù hợp với không gian mang đậm sắc tím như trâu, sóc, cano. Ngoài ra, còn có chiếc tivi khá lớn để khách check-in làm MC lưu giữ hình ảnh tại nơi này. Thì cái điểm đổi mới mà làm cho tôi rất là ngạc nhiên là cái hồ súng tím. Thì như chúng ta đã biết thì sen, đồ các loại hoa thì mình đã biết rồi. Nhưng mà đối với một cái loại hoa mới ở đây thì làm cho cái điểm du lịch của mình có cái điểm nổi bật. Tôi thấy thật bất ngờ khi mà tôi đến đây lần đầu tiên. Là một chỗ lý tưởng cho những người ở địa phương đi lẫn những người ở nơi xa đến. Tôi cũng đã đi ở những nơi khác. Ở Việt Nam cũng có một vài nước ở nước ngoài, ở một vài chỗ nước ngoài, nhưng mà là tôi thấy chỗ này là có đầu tư, có ý tưởng.